mình lắp cái gói trà gạo liên hoàn nha con, vừa trà gạo vừa xe bột luôn, vừa xe lúa vừa trà bột luôn, liên hoàn motor 2,2 kg gia đình này được không? Đây công suất tới đây là gia đình mình sẽ chơi rồi bỏ xe máy chạy đi tới nhà ta chạy được luôn nè, là 200 kg 300 kg giờ thôi, motor là 2,2 3 ngựa thôi, vậy thôi, 1,4 7 phút bỏ xe máy chở tới nhà luôn cũng được. Dạ. Có cho poly luôn hả? Hay vậy ta? Có poly đi sẵn luôn nha. Thank you.